chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Yamaha E1 độ phong cách cái bập Pista Misano đầy ấn tượng. Cái chiếc Yamaha E1 là mẫu xe tiên phong phân khúc sport của đại gia đình Yamaha Nhật Bản, không ngừng thay đổi thiết kế và nâng cấp công nghệ từ hưởng từ người đàn anh lớn E1. Được xem là một mẫu xe thương mại không ít anh em biker mong muốn sở hữu. Khi đến với một cái chủ sở hữu nước ngoài, cái chiếc E1 trong clip này càng trở nên phong cách với những cái ảnh tem đấu. Nó hiệu của cái đó là AGB cá mập Pista Misano. Chính thức được toàn diện nâng cấp vào cái năm là 2015. Cái chiếc Yamaha E1 thời mới này thừa hưởng thiết kế từ cái chiếc Yamaha E1 của đội đua Yamaha Factory Racing MotoGP. Thiết kế xe là cực kỳ mượt và giãn đơn nhằm tối ưu cái phần khinh mọc. Cái cặp đèn pha lớn ở thời cũ được thay mới bằng hai cái đầu đèn LED hiệu năng cao hơn, đem lại hai bên là hốc gió. Ngay ở phía trên là cái cặp đèn Demi định vị LED, nằm nhấn mạnh thêm cái dẹp sẵn có nêu trên. Cái bản độ được design một bộ áo tem đấu phong cách là cái cá lớn nuốt cá bé. Với cái phần quay yếm hiển thị hình ảnh cái chú cá mập đang vừa ngồi, cá bé nằm bên dưới chắn bụng trước. Bên cạnh phần hiệu ứng tem thì cái phần thẩm mỹ tem là cái độ sắc sảo cho bản đồ này, thì những chi tiết khác được giữ nguyên. Sức mạnh của chiếc M1 đến từ cái động cơ là 4 xanh với dung tích là 998 cc, DOC là mát dịch, đi kèm cùng hệ thống lục phun sinh tử hộp số sơ cấp, sinh ra cái công suất 199 mã lực cùng mô men sắc đại 112.4 Nm. Chi phí để sở hữu một cái chiếc Superbike này với mức giá của chiếc Yamaha E1 năm 2008 khởi điểm từ là 731 triệu đồng. Yamaha E6 mãn nhãn với full carbon hiếm thấy. Cái chiếc Yamaha E6 là một trong những cái tên là khét tiếng ở trong làng phân khúc lớn hạng trung, sở hữu thiết kế mê hoặc theo từng thế hệ và được nhắc đến với cái tên gọi là ngựa hoang. Mặc dù phân khúc hạng trung là 600 cc, nhưng cái chiếc E6 vẫn là cái lựa chọn hàng đầu không ít anh em biker mê tốc độ. Từ những gì vốn có của một người chơi trong cái làng xe độ, thay đổi đáng kể những góc ảnh của chú ngựa hoang E6 lên một cái tầm cao mới. Với cái bộ body kit full carbon mà tay đổ xe nào cũng muốn sủ khoác lên cái chiếc xe cưng của mình. Ngoại hình như tiêu đề mình nó đến giữ nguyên những hệ thế, thay vào một cái bộ vỏ bên ngoài được thay đổi toàn diện với chất liệu là full carbon, đem lại cái trọng lượng là khá nhẹ và cái độ cứng cao hơn so với chất liệu là ABS tiêu chuẩn. Các chiếc Yamaha E6 New thừa hưởng những cái điều tinh tế hoàn hảo nhất từ người đàn anh N1, cũng được dụng chung hệ thống cái đèn Crocento ẩn bên dưới quả yếm. Cái cặp Demi LED chiếu sáng ban ngày được thiết kế nhỏ, cong hơn N1, hay còn được các tay chơi gọi là cái mắt hí, nhằm cải thiện cái hiệu suất và nâng cao thêm cái độ thẩm mỹ cho cái tổng thể em ấy. Cái chiếc E6 độ trong clip này còn được trang bị một số option CNC màu vàng cũng đầy lâu cú, như là cái bộ số gãy, cái phát nâng bánh sau, cù tay lái, cái ốc lắp nếp, v.v. Âm thanh tiêu chuẩn cũng được sửa đổi bằng cái dàn ống xả Anubis để kèm cùng với combo tiêu nhum đầy lâu cú. Và giá của chiếc Yamaha E6 2008 trên một số chuyên trang bán xe máy và mô tô phần lớn nhập khẩu tư nhân hiện nay được chào mức giá lên trên 500 triệu đồng. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, để tiếp nhớ like, subscribe.